Chào các bạn, để giới thiệu với các bạn làm dưa mắm thì ở đây mình chuẩn bị là 4 trái dưa to, thật là to luôn. Dưa này mình mua ở chợ Mỹ á các bạn, dưa của Mỹ ha. Thì 4 trái này là 1,1 kg, luôn vỏ luôn hột ha, 1,1 kg. Và nước mắm thì mình dùng 1/2 cup lưng nước mắm của Thái Lan hiệu con cá, 1/2 cup là 100 ml. Đường cát 1/2 cup đầy dung luôn là 120 gram, 120 gram đường cát đầy dung ha. Và muối 1/4 cup muối 80 gram. Ở đây là cái hiệu nước mắm mình xài nè các bạn, cái này là của Thái Lan ha, hiệu con cá. Rồi đây là tất cả nguyên liệu để mình làm dưa mắm ngày hôm nay. Rồi bây giờ làm như thế nào, mời các bạn cùng xem video và cùng xem nguyên liệu và cùng vào bếp. Bắt tay vào bếp thôi. Xin mời. Mình đã rửa 4 trái dưa leo này rồi. Thì bây giờ mình sẽ chẻ làm hai ra ha. Mình sẽ chẻ làm hai ra để mình lấy cái hột nó ra. Làm hai xong rồi chẻ làm hai lại. Đó, cho nó ngắn lại cho nó dễ cắt các bạn. Mình cắt hết ra đi rồi mình hãy lấy hột ra một lần. Rồi bây giờ mình lấy con dao con muỗng nè, mình cạo cái ruột nó ra ha. Dưa leo này đó các bạn, mình mua về á mình hay làm gỏi ăn lắm, làm gỏi ăn nó ngon lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ruột ra hết luôn. Rồi bây giờ mình đã lấy luộc ra hết rồi các bạn ơi, thì giờ mình cắt xéo lại ha, mình cắt nhỏ lại, mình cắt hống dày cũng không mỏng đó, mình cắt như vậy nè các bạn, như vậy là được rồi, cho nó dễ ngắm. Cái dưa leo này nó có luộc, nó có luộc mà lại nó dày vỏ nữa các bạn. Nè các bạn coi nè, nó dày nè. Dưa leo này làm ăn cũng ngon lắm các bạn, không thua kém gì dưa leo Việt Nam mình đâu. Rồi mình cứ cắt hết những cái dưa leo này. Bây giờ mình đã cắt nhỏ ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi ướp muối nữa ha. Ở đây mình có 1/4 cup muối nè, 80 gram. Cái muối thì mình xài cái hiệu này nè các bạn, xài cái hiệu này ha, mình mua ở chợ Mỹ á, chợ nào cũng có bán hết á. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho cái dưa leo nó ngấm muối để cho nó tan hết nước ha. Mình ướp muối này trong vòng nửa tiếng đồng hồ các bạn, nửa tiếng đến 40 phút cho nó ngấm vào cái dưa leo và nước nó sẽ tan chảy ra hết. Rồi sau đó mình sẽ vắt nó. Rồi bây giờ mình sẽ ướp muối nó trong vòng 30 phút đến 40 phút. Rồi bây giờ dưa leo mình nước nó cũng ra hết rồi nè các bạn, cũng được một tiếng rồi, 40 phút rồi. Cũng được 40 phút rồi. Thì bây giờ mình đi rửa dưa leo ha. Mình sẽ đi rửa 3 nước cho nó ra hết cái chất, bớt cái chất mặn ở trong muối, trong dưa leo này. Rồi mình sẽ đi vắt cho nó khô rồi mình đi phơi. Mình sẽ rửa 3 lần, 4 lần nước nha các bạn, cho nó bớt đi cái chất mặn ở trong cái dưa leo nha. Các bạn coi nè, cái nước nè, cái nước nó ra, cái nước trong dưa leo nó ra nè. Nó ra lỉnh lãng luôn, nó ra thật là nhiều nước luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa 3 lần nước, 4 lần nước cho nó sạch cái chất mặn, bớt đi chất mặn của mình. Bây giờ mình rửa 3 nước rồi thì bây giờ mình lấy giấy nhà bếp nè, mình dặm cho nó khô ráo rồi mình đem đi ra phơi. Mình đem ra nắng phơi trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn, để cho cái dưa leo của mình nó héo lại và nó khô, nó ráo. Rồi mình cứ đem đi ra phơi ha.
đã phơi được dưa leo á các bạn một tiếng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường ha. Mình đi nấu nước mắm. Ở đây nè, 1/2 cắp đầy nè, 120g nè. Mình lấy 20g mình cho nó vô trong cái nồi này để mình thắng caramel nó ha. Mình thắng cái nước màu vàng của nó. Rồi bây giờ mình mở lửa lên. Mình để cho đường nó tự tan ra rồi nó sẽ chảy ra cái màu vàng cánh gián. Rồi mình sẽ cho nước mắm vào mình nấu ha các bạn ha. Bây giờ cái nước đường của mình á, nó qua cái màu cánh gián nha nè các bạn. Thì đã tan đường rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho nước vô ha. Mình dặn lửa nhỏ xuống. Mình cho nước vô từ từ. Rồi mình cho nước vô. Mình nấu cho nó tan ra. Mình cho tổng cộng là 80ml nước nha các bạn. Cái 1/3 cắp là 80ml á. Rồi bây giờ đường nó cũng đã tan rồi. Thì mình cho số đường còn lại nè. Mình cho vô mình nấu luôn. Mình quậy lên cho đường nó tan ra. Rồi mình cho nước mắm vô. Rồi mình sẽ cho 1/2 nước mắm vô. 100ml ha. Mình cho hết vô luôn. Rồi mình sẽ nấu cho nó sôi lên và cho nó sệt lại. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó nguội. Rồi mình mới cho vô dưa nha các bạn. Bây giờ nước mắm mình cũng đã sôi bùng lên rồi. Nó sôi bùng lên như vậy ha. Thì bây giờ mình tắt lửa, mình để cho nó nguội. Rồi mình đi chuẩn bị sắc ớt và sắc tỏi nha các bạn. Rồi ở đây mình có vài tép tỏi nè các bạn. Ở đây mình có vài tép tỏi ha. Khoảng 10 tép tỏi, một củ tỏi nhỏ đó các bạn. Và 4 cái ớt. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ớt và cắt tỏi ra. Cắt ra miếng miếng ha. Để mình để vô cái dưa mắm cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn dưa nha các bạn. Dưa của mình cũng đã khô ráo rồi. Mình cho ra cái thao ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô. Nước mắm của mình nó nguội hẳn hồi luôn nha các bạn. Đó, nước mắm mình độ sệt nó có ha. Rồi mình cho ớt tỏi vô luôn. Rồi mình trộn lên. Rất là thơm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô keo. Ở đây mình có cái keo thủy tinh nè. Keo thủy tinh này á, mình nhớ rửa bằng nước nóng cho nó sạch, thiệt là sạch, nó không có bị dơ ở trong cái keo nha các bạn. Nó mới giữ cái dưa của mình nó lâu, nó không có bị hư. Rồi bây giờ mình sẽ múc vô. Mình cho dưa vô trong cái keo này. Mình cho tất cả nước vô luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy muỗng nè. Mình đè xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại. Mình có cái bọc thực phẩm nè. Mình bao phủ ở dưới ha. Cho nó kín. Rồi mình sẽ để cái keo này với cái nhiệt độ phòng trong vòng 3 ngày nha các bạn. Mình để ở ngoài nhiệt độ phòng á, giống như chỗ nào mà nóng á, chỗ nào mình ấm á, thì mình ủ cái này trong vòng 3 ngày. Rồi các bạn ơi, mình nói với các bạn là để trong vòng 3 ngày là sẽ ăn được dưa mắm. Nhưng mà mình bận quá. Mình để 4 ngày rồi nè các bạn. Hôm nay mình mới rảnh nè. Bây giờ mình lấy ra ha. Mình ăn thử coi dưa mắm nó như thế nào. Nó có giòn mà nó có ngon không? Nó có vừa ăn hay không nha các bạn. Đây là một hũ dưa mắm của mình nè. Nước mắm nó trong veo rồi các bạn.
ha, nó không có cái màu đục luôn á, màu trong, nước mắm trong ơi là trong luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái dưa mắm này ra thao để mình trộn ha, để mình trộn mình ăn. Cộng dưa mắm á, cộng dưa các bạn, nó còn xanh ha, mà nó giòn, mà nước thì nó trong. Bây giờ mình sẽ gấp ra. Rồi, mình đã gấp ra hết rồi. Thì cái nước mắm của mình á, mình ngâm 4 ngày nay á, mình sẽ bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây là 1,5 muỗng canh đường 30g ha. Và mình sẽ dắt chanh vô, một miếng chanh hoặc là 2 miếng chanh, một miếng chanh hoặc là 2 miếng chanh nhỏ ha. Rồi ở đây mình có tỏi với ớt thêm nè, mình trộn lên để cho nó thơm. Rồi bây giờ mình trộn lên nha, mình trộn lên cho nó ngấm đường và tỏi ớt. Rồi sau đó mình có thể để dần, mình lấy một cái keo khác mình để dần và mình để vô tủ lạnh mình ăn dần dần. Như vậy là các bạn, nó không có bị hư và nó ngon cái dưa mắm của mình nữa. Mình phải cần trộn nha. Rồi mình sẽ ăn với cơm trắng hoặc là mình ăn với cháo, cháo đậu nè, cháo đậu đỏ, cháo đậu đen. Là hết sảy con vào bảy luôn các bạn ơi. Rồi mình đã trộn dưa mắm xong rồi các bạn ơi. Và ở đây mình có một chén cơm trắng. Bây giờ mình cùng thưởng thức ha. Cùng thưởng thức cái dưa mắm của mình làm nè, trong vòng 4 ngày nè, mà bằng dưa leo của Mỹ nữa chứ không phải dưa leo của Việt Nam. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng thưởng thức. Xin mời. Cái giòn rụm mà các bạn ơi, mà mình cho thêm 1,5 muỗng đường, rồi mình có thể mình cho thêm nửa muỗng nữa nếu mà cái khẩu vị của mỗi người thích ăn hơi ngọt một tí á, thì mình cho 2 muỗng canh nha. Wow, mà hai miếng chanh, tỏi ớt, wow rất là ngon luôn các bạn ơi. Ngon quá, ăn với cơm trắng. Dưa leo quá các bạn, cái giòn rụm mà rất là vừa ăn luôn, rất là ngon luôn. Từ đây trở lên là mình không cần về Việt Nam mình mua dưa mắm ở Việt Nam qua ăn nữa các bạn ơi. Mình cũng có thể làm dưa leo của Mỹ, không cần dưa leo Việt Nam luôn. Ở vùng của Tina ở á, nó rất là hiếm cái dưa leo của Việt Nam, cho nên á, mình mua dưa leo của Mỹ á, về mình làm mình ăn cũng có một dĩa dưa mắm, ăn không thua kém gì dưa leo Việt Nam và dưa leo truyền thống đâu các bạn. Các bạn hãy mua dưa leo của Mỹ về làm thử theo đúng theo cái công thức của mình chia sẻ đi, đảm bảo với các bạn sẽ thích và sẽ ngon, không thua kém gì mình làm dưa mắm ở Việt Nam đâu các bạn. Rồi đến đây mình xin kết thúc. Dưa mắm của mình á, cái dưa nó còn xanh mà nó rất là giòn mà đậm đà, đúng cái hương vị của dưa mắm Việt Nam luôn. Các bạn hãy làm thử đi rồi cảm nhận coi có giống theo mình nói trong cái video này hay không ha, rồi hãy bình luận cho mình biết. Rồi bây giờ mình cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu là xem hết video và ủng hộ từ bấy lâu nay. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình một cái đăng ký, một cái chia sẻ và một cái like, nhớ nhấn cái chuông để tiện theo dõi video tiếp theo của mình. Bây giờ mình chúc các bạn làm dưa mắm ăn ngon miệng. Nếu các bạn thấy thích, đừng quên share rộng rãi ra cho bà con xem cái công thức này để làm cho gia đình có một dĩa dưa mắm ăn ngon miệng ở bên nước ngoài, sẽ không cần mua ở Việt Nam qua ăn nữa. Rồi, bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye!